Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Juno Veda của Hào ha. Hôm nay thì chiều chiều mát mát, Hào cũng rảnh tại nghỉ dịch giống như nghỉ dưỡng vậy các bạn ơi. Không có gì làm đâu, ăn ngủ nghỉ xong rồi tới ngày thì xét nghiệm thôi, tới ngày thì thọc lỗ mũi thôi. Ba hình như là mới đầu tiên là phải thọc một lần đúng không? Là bắt đầu cách ly thọc một lần, cách 4 ngày thọc một lần, cách 7 ngày thọc một lần nữa là ba lần. Nếu mà âm tính thì mới bắt đầu xem xét giải phong tỏa, bỏ phong tỏa lại. Chứ bây giờ là bị dính vô trong đây rồi, nên bây giờ ngày nào cũng ngắm cá thôi, quay cá thôi. Giờ là bắt đầu set up lại cái chỗ nuôi cá ở nhà nè, ngay Nhật Tảo nè. Là bây giờ bắt đầu Hào sẽ quay 10 con Cordet. Tại bây giờ dịch dữ quá, kiếm kiếm tí cơm bán nhanh, kiếm tí cơm để nó còn chống dịch nữa. Thì bây giờ Hào bắt đầu quay nha, quay 10 con Cordet nha. Giá Hào đi 10 con Cordet này là công khai là 400-500 ngàn. Cái gì bây giờ bắt đầu quay ha, các bạn theo dõi từng con màu như thế nào ha. Rồi đây là một con Cordet. Thực ra thì đúng là một con này là gọi là con Nemo mới đúng, nhưng mà nó chỉ có một chấm cam ngay đốt đầu thôi. Mình gọi đỡ Cordet luôn cho rồi. Đấy không, các bạn thấy cái phần đầu về khúc đầu đó, nó có một cái nền cam nhỏ đó. Này đuôi tia đẹp lắm nha các bạn, full màu nha, Galaxy gõ luôn. Rồi tiếp. Rồi tiếp một con Cordet Galaxy nha. Con này cò cái cờ dưới của nó phân hai mảng, trắng là đỏ trắng luôn nha, rất là đẹp nha các bạn. Có vảy xanh ngay đuôi nha. Rồi tiếp. Con thứ hai này đó. Rồi tiếp một bé Cordet Galaxy, cờ dài rất đẹp luôn. Rồi một em cờ mắt. Đấy, mình cứ coi là màu là ok hết rồi nha các bạn ha. Cương nãy giờ. Rồi tiếp con này đáng đồng tiền má trọ nè các bạn ơi. Con này chỉ dính chút xíu đen thôi, nhưng mà coi cái Galaxy vảy mảng luôn, cực kỳ đẹp, bung lên cực kỳ đẹp, rõ tươi nha các bạn. Rồi tiếp một em coi cái Galaxy. Tiếp một con này nha. Con này thì nó còn chút xíu bụng chưa full thôi nha các bạn, nó đang lên nhiều lắm rồi. Đó. Nó thì mình nói trước cho các bạn nghe. Tiếp một con này. Galaxy đẹp luôn nha các bạn. Còn thiếu vùng bụng chút xíu chưa lên màu thôi. Mua về khoảng ngâm khoảng tuần nữa lên hết đi. Galaxy vảy cực đẹp luôn, nó có một đốm trắng ngay đầu giáp mặt, cực sung nha các bạn. Con này thì còn phần bụng xíu, cái đầu xíu, mỏ xíu, này về các bạn phơm thêm một tuần nữa full hết gì, kè cho nó kè. Thank you.
cho các anh em đến với kênh Rừng Beta của Hào ha. Hôm nay là Hào quay chú con cá bằng giáo giá dao động từ 100 đến 300, sau thì có quay tiếp từng con cá biết những con cá giống thì giá nó inbox đó các bạn ha. Các bạn theo dõi từ từ ha, từ thấp đến cao đó các bạn. Rồi bây giờ Hào sẽ bắt đầu quay ha, thì mời các bạn theo dõi cái giá với lại cái mã số của nó dưới cái góc chính giữa màn hình nha các bạn. Cái gì các bạn có mua thì cứ liên hệ Zalo hàng ghi rõ mã số ha, rồi sẽ báo xem có đất còn hay không, báo giá báo ha. Rồi mời các bạn xem video nha.